Bảo Thanh và dàn sao mừng Đinh Mạnh Ninh ra album mới. Diễn viên Bảo Thanh, Kiều Anh, ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên cùng có mặt để chúc mừng Đinh Mạnh Ninh ra album mới sau 8 năm. Hôm 30 tháng 10, Đinh Mạnh Ninh tổ chức họp báo kết hợp mini show ra mắt album Made It Together với 9 ca khúc do mình sáng tác và Thành Vương làm nhà sản xuất. Rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, nhạc công, diễn viên cùng có mặt để ủng hộ nam ca sĩ ra sản phẩm sau 8 năm. Diễn viên Bảo Thanh xách túi Chanel Classic trị giá hơn 100 triệu đồng kết hợp trang phục trắng đúng dress code đến dự. Cô nói mình nghe nhạc của nam ca sĩ từ thời sinh viên và luôn ủng hộ anh trên con đường nghệ thuật. Hai diễn viên Kiều Anh và Thu Nga của phía trước là bầu trời đi cùng nhau. Họ gọi Đinh Mạnh Ninh là em út và cho biết rất thích chất nhạc của anh ở sản phẩm mới. Đây là lần hiếm hoi Thu Nga dự sự kiện sau nhiều năm ít xuất hiện truyền hình để chuyên tâm cho công việc ở nhà hát và chăm sóc gia đình. Diễn viên Ngọc Huyền Thương ngày nắng về trẻ trung với áo cúc ngực đắp bèo nhún phối quần ngắn năng động. Nhạc sĩ Anh Quân nói anh rất thích sản phẩm mới do Thành Vương và Đinh Mạnh Ninh kết hợp tạo nên. Anh luôn động viên các đàn em hãy làm những gì mình thích, làm ra những sản phẩm mình thấy sướng và sẽ luôn có khán giả của riêng mình. Rapper Hà Lê nói anh mong chờ Đinh Mạnh Ninh ra album phòng thu thứ 3 đã lâu và rất mừng khi thấy điều đó thành hiện thực. 8 năm qua, nam ca sĩ âm thầm hoạt động, trải qua một số biến cố trước khi tìm thấy thăng bằng để làm nhạc. 4 chàng trai của nhóm Outlet cùng có mặt để ủng hộ đồng nghiệp. Nhạc sĩ Dương Cầm đưa vợ, con đến chúc mừng Đinh Mạnh Ninh. Diễn viên Hoàng Anh Vũ đi cùng bạn thân, ca sĩ Hà Anh, MC Phí Linh giữ vai trò dẫn dắt chương trình họp báo và mini show của nam ca sĩ. Trong chương trình, nam ca sĩ được khán giả cổ vũ nồng nhiệt khi thể hiện các ca khúc mới trong album Cơn Mưa Hạ Của Em, Don't Let It Be Too Late, Ánh Sáng, Make It Together, Khi Mùa Xuân Đến, Đường Tới Đại Dương, Nothing Is Forever, In The Music Tonight. Đinh Mạnh Ninh cho biết anh muốn truyền tải năng lượng sống tích cực thông qua các sáng tác của mình.